Cô Nguyên đến từ trường tiểu học Trương Định. Mến chào tất cả các con. Hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong một tiết học nữa. Và tiết học ngày hôm nay chúng ta học cũng ở chủ đề 3, Bố mẹ yêu thương, bài Bỏ rùa tìm mẹ, tiết 3 và tiết 4. Ở bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học luyện viết chữ giờ hoa và chữ đờ hoa. Chúng ta sẽ học về từ chỉ màu sắc, hình dáng, tính tình và luyện đặt câu chứa những từ đó. Chúng ta sẽ cần chuẩn bị vở tập viết lớp 2 tập 1, bảng con hoặc là giấy nháp. Các con cần chuẩn bị thêm phấn, bút mực. Và có một điều cô cần lưu ý với các con nữa, đó chính là tư thế ngồi viết. Thứ nhất, các con phải ngồi thoải mái, không gò lưng và lưng phải thẳng. Thứ hai, khoảng cách giữa mắt và vở từ 25 đến 30 cm. Và thứ ba, các con phải ngồi ở nơi có đủ ánh sáng. Chúng ta có ngồi đúng tư thế thì mới tốt cho mắt, cho lưng và chúng ta mới học tập tốt, viết tốt. Nào, mình hãy cùng luyện viết chữ hoa. Đây là chữ giờ hoa. Đây là chữ đờ hoa. Các em hãy quan sát và cho cô biết chữ giờ hoa, chữ đờ hoa giống và khác nhau như thế nào. À, chữ giờ hoa và chữ đờ hoa giống nhau về các nét ha các con ha. Nhưng chữ đờ hoa lại có thêm một nét ngang nữa. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con kỹ hơn ở từng chữ nha. Các con hãy quan sát cho cô, đây là chữ giờ hoa. Chữ giờ hoa theo các con sẽ có mấy nét để mình viết nè. À, chữ giờ hoa sẽ gồm 4 nét. Đây là nét móc ngược trái kết hợp với nét thắt. À, thêm một nét cong phải và thêm một nét cong trái nữa. Bây giờ các con cùng quan sát với cô. Cô xin giới thiệu với các con, đây là đường kẻ ngang số 1, đây là đường kẻ ngang số 2, đường kẻ ngang tiếp theo là đường kẻ số 3 và đây là đường kẻ ngang số 4. Tương ứng với những đường kẻ ngang mình có đường kẻ dọc số 1, đường kẻ dọc số 2, đường kẻ dọc số 3, đường kẻ dọc số 4. À, vậy các con hãy quan sát cho cô, dấu chấm tròn màu tím này chính là điểm đặt bút. Khi viết chữ giờ hoa, con sẽ đặt bút ở giữa đường kẻ ngang số 3 và đường kẻ ngang số 4. Hay mình còn gọi là đặt bút ở hai ô ly rưỡi nha. Sau khi đặt bút, các con sẽ viết một nét móc ngược trái sát đường kẻ dọc số 2, hơi lượn đến đường kẻ ngang số 1, kết hợp với nét thắt sát đường kẻ ngang 1, không nhấc bút, viết liền mạch một nét cong phải. Lưng của nét cong phải tiếp xúc với đường kẻ dọc số 3. Tiếp tục, con sẽ viết liền mạch một nét cong trái và dừng bút tại đường kẻ ngang số 3. Con đã nắm được cấu tạo chữ giờ hoa chưa? Hãy cùng xem video hướng dẫn nào. Đây là chữ đờ hoa. Chữ đờ hoa cũng gồm các nét móc ngược trái, nét thắt, nét cong phải, nét cong trái như chữ giờ hoa nhưng có thêm một nét ngang nữa. Và vị trí của nét ngang là nằm ở đường kẻ ngang số 2. Cô mời các con xem video hướng con đặt bút ở giữa đường kẻ ngang số 3 và số 4, viết một nét lượn. Sau đó tạo thành một nét thắt. Sát
sát với đường kẻ ngang số 1, không nhấc bút và viết liền mạch một nét cong phải. Kết hợp thêm một nét cong trái nữa và dừng bút ở đường kẻ ngang số 3. Sau đó con sẽ viết tiếp một nét ngang trùng với đường kẻ ngang thứ hai là chúng ta có được chữ đờ hoa rồi đó các con. Các con hãy viết vào bảng con hoặc giấy nháp chữ giờ hoa, chữ đờ hoa. Sau khi viết xong, con sẽ nhờ bố mẹ nhận xét xem chữ viết của con đã đúng mẫu, đã rõ ràng chưa. Nếu chưa thì con hãy viết lại. Nếu đã viết tốt rồi thì mình sẽ luyện viết vào vở bài tập viết của mình nha. Sau khi viết xong chữ giờ hoa, chữ đờ hoa, chúng ta hãy luyện viết câu ứng dụng. Cô có từ ứng dụng là từ đi. À, khi con viết từ đi, chữ nào con cần viết hoa? À, đó chính là chữ đờ. Sau đó mình nối nét, mình viết chữ y. Độ cao của chữ đờ là 2 ô ly rưỡi và độ cao của chữ y là 1 ô ly nha. Và câu ứng dụng của mình là đi hỏi về chào. Các con hãy quan sát lại cho cô lần nữa. Từ đi, câu đi hỏi về chào. Câu đi hỏi về chào này nói lên điều gì vậy các con? À, câu đi hỏi về chào này muốn nói về chúng ta khi đi đâu mình cũng phải hỏi, mình cũng phải xin phép người lớn. Và khi mình đã đi về rồi, mình cũng phải chào để người lớn biết là mình đã về rồi nha các con. Điều này thể hiện sự lễ phép của mình đó. Câu ứng dụng này có mấy tiếng vậy? Câu ứng dụng này có 4 tiếng. Tiếng đi, tiếng hỏi, tiếng về và tiếng chào. Trong câu ứng dụng này, chữ nào phải viết hoa? À, đó chính là chữ đờ. Các con hãy quan sát tiếp và cho cô biết chữ nào có độ cao bằng với chữ đờ. Chính xác đó chính là chữ hờ. Và khi viết, các con hãy lưu ý giùm cô khoảng cách giữa các tiếng đi, hỏi, về, chào là một con chữ O. Và lưu ý giùm cô vị trí của dấu thanh hỏi nằm trên đầu con chữ O. Dấu thanh huyền nằm trên đầu con chữ E và dấu thanh huyền nằm trên đầu con chữ A. Nào, các con hãy viết từ và câu ứng dụng vào vở bài tập viết của mình. Sau khi viết xong, các con hãy nhờ bố mẹ nhận xét bài viết của mình. Bây giờ chúng ta cùng bước sang hoạt động luyện từ nha các con. Ở hoạt động này, cô có những từ sau: vàng, cao, hiền, ngoan, xanh, tím, tròn, vuông. Các con hãy xếp những từ ngữ này vào 3 nhóm. Nhóm chỉ màu sắc của vật, nhóm chỉ hình dáng của người, vật chỉ tính tình của người. À, cô có ví dụ như sau. Ở nhóm chỉ màu sắc của vật, cô có từ vàng. Ở nhóm chỉ hình dáng của người, vật, cô có từ cao. Và ở nhóm chỉ tính tình của người, cô có từ hiền. À, ở đây các con hãy tìm tổ cho những chú ong xinh xắn này nhé các con. Mỗi chú ong mang một từ, em hãy giúp chú ong bay về đúng tổ của mình. À, tổ thứ nhất là chỉ màu sắc của vật, tổ thứ hai chỉ hình dáng của người vật và tổ thứ ba chỉ tính tình của người. Các con hãy dừng video lại và chọn những chú ong có tên thích hợp vào những tổ ong đúng với các con nha. Các con đã hoàn thành chưa? Bây giờ hãy xem những chú ong có bay về đúng tổ của mình không nha. Từ thứ nhất là từ vàng. À, chú ong đã bay về nhóm từ chỉ màu sắc. Từ thứ hai là từ cao. Chú ong mang từ cao đã bay về nhóm chỉ hình dáng của người vật. Chú ong mang từ hiền.
bay về tổ ong chỉ tính tình của người. Chú ong mang từ ngoan cũng bay về tổ chỉ tính tình của người. Chú ong mang từ xanh bay về tổ chỉ màu sắc của vật. Chú ong mang màu tím cũng bay về tổ chỉ màu sắc của vật. Chú ong mang từ tròn. À, chú đã bay về tổ chỉ hình dáng của người và vật. Chú ong mang từ vuông lại bay về tổ chỉ hình dáng của người và vật. Các con hãy đọc lại những từ của những chú ong mang về ở những tổ ong thích hợp nha các con nha. Ngoài những từ vàng, xanh, tím chỉ màu sắc của vật, những từ cao, tròn, vuông chỉ hình dáng của người, của vật, từ hiền, ngoan chỉ tính tình của người, thì chúng ta còn rất nhiều từ ngữ chỉ nhóm từ thích hợp nữa. Các con hãy tìm thêm những từ ngữ chỉ màu sắc, chỉ hình dáng, tính tình đi nào. À, những từ chỉ màu sắc mình có thể có thêm từ đỏ nè, hồng nè, xanh lá nè, xanh da trời nè, đen nè, nâu nè. Ngoài ra còn nhiều từ nữa các con ha. À, từ chỉ hình dáng, ngoài từ cao nè, tròn, vuông ra thì mình có những cái từ như là thấp nè, nhỏ nè, bé nè, to nè các con. Còn từ chỉ tính tình, à, hiền, ngoan ra thì mình sẽ có lễ phép nè các con. À, hung dữ nè. À, dễ thương nè, đó chính là những từ chỉ tính tình. Các con hãy tìm thêm nữa để vốn từ của mình được mở rộng hơn nha các con. Sau đây chúng ta sẽ bước sang hoạt động cùng luyện câu. Ở hoạt động này cô có 3 câu như sau. Các con hãy đọc 3 câu này lên. Bông hoa cúc vừa mới nở, bông hoa cúc vàng tươi, bông hoa cúc có nhiều cánh. Câu nào dưới đây nói về màu sắc của bông hoa cúc? Các con hãy thử chọn xem có giống với cô không nào. A, ở câu đầu tiên, bông hoa cúc vừa mới nở, không có từ nào chỉ màu sắc nên câu này chưa chính xác. A, ở câu thứ ba, bông hoa cúc có nhiều cánh là chỉ đặc điểm của bông hoa cúc nhiều cánh thôi, cũng không có màu sắc. Và ở câu thứ hai, bông hoa cúc vàng tươi. Các con có thấy điều gì đặc biệt không? Đúng rồi, đây, vàng chính là màu sắc của bông hoa cúc, nên câu đúng trong yêu cầu này chính là câu thứ hai. Và đây, cô giới thiệu với các con, đây là bông hoa cúc. Bông hoa cúc này màu vàng tươi nè các con ha. Các con thấy bông hoa cúc nó đẹp không? Các con hãy nói thêm một hai câu về màu sắc của một vật. Cô có ví dụ như sau. Đây, các con thấy chiếc áo này màu gì? Thử nói một câu về chiếc áo này xem nào. À, đó chính là chiếc áo này đỏ tươi. Ngoài ra cô còn có thêm một ví dụ nữa. Đây là hình ảnh của đám mây đó các con. Và ai có thể nói được từ câu màu sắc về đám mây này không nào? Chính xác, đám mây xanh biếc. Ngoài ra con có thể quan sát xung quanh nhà con có những vật nào thì con hãy nói một hai câu chỉ màu sắc của vật đó cho bố mẹ mình nghe để bố mẹ mình nhận xét xem con có nói chính xác không. Sau đây chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi có tên là tìm đường về nhà. Các con ơi, bạn bọ rùa đã bị lạc mẹ rồi. Các con hãy giúp bạn bọ rùa tìm đường về nhà để gặp mẹ của mình nha. Trước hết, các con hãy nhìn thật kỹ và chỉ ra bạn bọ rùa về nhà bằng đường nào nhé. Mẹ của bạn bọ rùa ở đây. Nếu bạn bọ rùa đi không đúng đường, bạn bọ rùa sẽ gặp ếch, sẽ gặp ong, sẽ gặp nhện, sẽ gặp một con chim hung dữ. Nên các con hãy quan sát thật kỹ và tìm đúng đường giúp bạn bọ rùa nha. À, đây chính là đường về nhà của bọ rùa này các con. Bạn bọ rùa sẽ đi theo mũi tên này.
và bạn bọ rùa sẽ gặp được mẹ của mình. À, khi bạn bọ rùa đi, bạn bọ rùa sẽ gặp những từ ngữ như, đọc lên nào các con. À, xanh biếc, chăm chỉ. Bạn bỏ rùa lại đi tiếp. Đi tiếp nữa. Bạn đi nữa nào. À, bạn bỏ rùa gặp từ dịu dàng. Và từ cuối cùng là vui vẻ. Thế là bạn bỏ rùa đã gặp được mẹ rồi. Nhưng không dễ dàng như thế đâu các con ạ. Nhiệm vụ thứ hai là cần phải nói được những câu có từ trên. Hãy cùng cô vượt qua thử thách này nhé. Các con đã đặt được câu chưa? À, hãy nghe theo những gợi ý của cô. Rồi sau đó các con hãy tìm thêm những câu khác, những gợi ý của cô nữa nha. Ví dụ như khi bạn bỏ rùa đi, bạn bỏ rùa gặp từ xanh biếc. À, mình có thể đặt câu là bầu trời xanh biếc. Nếu như gặp từ chăm chỉ, mình có thể đặt là em rất chăm chỉ học hành. Sau đó mình bỏ rùa đi tiếp nè. À, gặp từ dịu dàng, mình có thể đặt mẹ em là người phụ nữ dịu dàng. À, bố em là một người đàn ông rất vui vẻ. Ngoài những gợi ý của cô, con có thể tìm thêm nhiều câu nữa, miễn sao có những từ xanh biếc, chăm chỉ, dịu dàng, vui vẻ để giúp bạn bọ rùa vượt qua thử thách và tìm về với mẹ của mình nha. Thế là bọ rùa đã tìm được mẹ của mình rồi. Các con có vui không nào? À, chúc mừng bạn bọ rùa và chúc mừng kết quả học tập mà con đã giành được ngày hôm nay. Qua bài học ngày hôm nay thì các con hãy luyện viết lại chữ giờ, chữ đờ hoa, kết hợp tìm thêm từ chỉ đặc điểm như màu sắc, hình dáng, tính tình và rèn đặt câu với những từ đó. Tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con.